Đây là gu nữ chín của tôi trong làng truyện tranh ngôn tình. Nữ chín đẹp cái nhất. Nữ chín giàu nhất. Chín dễ thương nhất. Nữ chín manly nhất. Nữ chính học giỏi nhất. Pha mực lon tô lên bức tranh thiêu mình. Ta nghe tim mình đớn đau, người bực đau. Này người thương của tôi ơi, tôi thương nàng đã lâu bao.